Chào mừng các bạn đã quay trở lại với YoFit cùng với series những kỹ thuật tập luyện dành cho người mới tập. Và ngày hôm nay mình cùng với Tuấn Anh sẽ hướng dẫn cho các bạn một cái bài tập mà mang lại một cái độ thẩm mỹ rất là cao và được rất nhiều anh em tập luyện thể hình ưa chuộng. Đó chính là bài tập tay trước với tạ đơn, tập tay trước với tạ đòn, hay còn gọi là bài barbell curl. Và để cho các bạn hình dung được cái bài tập này tập đúng nó như thế nào thì xin mời bạn Tuấn Anh sẽ tập từ 5 cho tới 7 rep để mọi người có thể hình dung được toàn bộ kỹ thuật động tác. Rồi. 1 2 3, tốt. 4 5 6, tốt, cái cuối luôn. 7, rồi, ok. Thì vừa rồi chính là 7 động tác kỹ thuật đúng của bạn Tuấn Anh. Và mình sẽ phân tích chi tiết những cái bước setup như thế nào để các bạn có được một cái kỹ thuật đúng nhất để tác động vào cái nhóm cơ nhị đầu cánh tay, hay còn gọi được với một cái tên dân dã là chuột trước. Rồi, thì đầu tiên các bạn sẽ chuẩn bị một thanh đòn tập tay ngắn như thế này mà bất cứ phòng gym nào cũng có. Rồi các bạn sẽ cầm ngửa tay lên, cầm ngửa tay với vị trí là tay rộng hơn vai một tí để tạo lên được một cái sự thoải mái cho vùng khớp vai cũng như là cái khớp cổ tay của mình. Rồi tiếp theo là cái phần khuỷu tay của các bạn sẽ hơi đưa ra ngoài một tí nhưng vẫn áp sát vào cơ thể để có thể kích hoạt được toàn bộ cả hai đầu của phần cơ nhị đầu cánh tay luôn. Rồi bắt đầu thực hiện động tác thì các bạn sẽ hít một hơi thật sâu vào bằng mũi và đưa tạ từ từ có kiểm soát lên khu vực trước ngực. Rồi và cũng từ từ hạ xuống luôn. Đó, để có thể tác động được toàn bộ lực cả lên và cả xuống giúp cho phát triển toàn bộ cái phần cơ chuột trước của mình. Cái tiếp theo là mình muốn nói tới cái bài tập này nó đơn giản là vậy thôi nhưng nó vẫn tồn tại hai cái lỗi sai mà rất nhiều người mắc phải. Thứ nhất là các bạn ham tạ quá nặng, tại vì cái bài tập này nó thể hiện được một cái sự nam tính và thường thường các bạn nam mới tập hay sử dụng một cái mức tạ nặng so với khả năng của mình và từ đó sẽ có một cái lỗi đó là ăn gian sử dụng cái phần đùi hất tạ lên đó, hất tạ lên đó. Như vậy nó sẽ gây ra một cái sự thiếu ổn định cho cơ thể trong suốt quá trình tập luyện động tác. Thứ nhất, thứ hai nữa, nó sẽ không có phát triển được cái phần cơ tay trước như mà cái bài tập này mang lại. Và thứ ba nữa là nó sẽ gây ra một cái chấn thương rất là nặng cho cái phần cổ tay. Mà các bạn biết rằng khi mà chấn thương cổ tay thì nó sẽ làm trì trệ rất là nhiều việc trong cuộc sống của mình. Vậy nên cái lời khuyên của mình là nên chọn một cái mức tạ nào mà các bạn có thể tập được đúng kỹ thuật từ 12 cho tới 15 cái là ok nhất. Tiếp theo là cái lỗi là coi như là đinh như vậy. Đây, cái lỗi không khóa ngón tay cái vào cái thanh đòn. Cái điều này nó sẽ gây ra khi mà các bạn đưa tạ lên vị trí giữa ngực đó, nó sẽ thứ nhất là nó tụt thanh tạ vào người, nó tụt thanh tạ vào người đó, đổ thanh tạ vào người thì nó sẽ gây ra chấn thương cho vùng ngực. Thứ nhất, thứ hai nữa là nó sẽ không, cái cổ tay của mình nó không được cố định và nó sẽ gây ngửa cổ tay lên. Điều này nó sẽ gây thứ nhất là chấn thương khớp cổ tay và thứ hai là nó sẽ gây ra một cái lực tác động xấu tới những cái phần gân và mao mạch máu ở cái khu vực trọng yếu này của cái cánh tay của mình. Rồi, và một cái tip đơn giản nữa cho mọi người là mình thường khuyên bạn bè cũng như là các khách hàng của mình lựa chọn cái thanh đây, cái thanh đòn tích rắc như thế này, hay còn gọi là thanh EZ, hay còn gọi là thanh EZ. Thì với cái thanh EZ này thì cái cổ tay của mọi người nó sẽ được thoải mái hơn, là nó được thoải mái hơn và mọi người có thể tập luyện từ cái mức tạ nặng đối với mọi người, hoặc là mức tạ vừa phải cũng được, tập nhiều rep mà mình không có phải sợ là mình có thể gây chấn thương cho cổ tay của chính mình. Ưu tiên đầu tiên của mình là tập cái bài này với thanh rắc, thanh EZ. Còn nếu như phòng tập mình bị kẹt thanh này rồi thì mình vẫn có thể tập được cái bài động tác này như là những bước mà mình vừa chia sẻ ban nãy. Cho nên là những cái kỹ thuật cũng như là những cái động tác đúng
của bài Barbell Curl, hay còn gọi là bài tập tay trước với tạ đòn. Thì mình mong rằng cái clip này sẽ là một cái tư liệu để mọi người có thể trao dồi thêm cái kỹ thuật cho cái bài tập này, để xây dựng một cái cơ tay trước thẩm mỹ và đẹp mắt nhất có thể. Rồi nếu như các bạn có thêm cái thắc mắc gì về cái bài tập này thì hãy vui lòng bình luận ở bên dưới phần comment, để mình cùng với đội ngũ YoFit có thể giải đáp ngay tới cho mọi người một cách nhanh nhất. Nếu như các bạn thấy hay thì hãy vui lòng nhấn like và subscribe để mình cùng với anh Tuấn và nhiều anh em khác trong đội có thêm động lực và để đem tới cho các bạn nhiều cái clip hướng dẫn tiếp theo. Rồi, cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi và hẹn gặp lại những clip sau.